Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình lại đến với tiêu đề bypass nhé. Nhưng mà lần này mình sẽ không bypass nhà gọi nữa. Mình sẽ bypass ở trên một con máy đã hula rồi mọi người nhé. Nhưng mà hôm nay mình muốn làm là mình muốn làm cho các bạn một cái lỗi gọi là lỗi tắt được nguồn này. Rồi là mình sẽ làm cho nó bị xóa mất cái Z dòng 2 này. Mình cũng sẽ làm cho nó xóa mất cái phần chặn cập nhật phần mềm này. Đấy là cái tiêu đề hôm nay mình muốn làm, mình cũng muốn gửi tới các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào thực hiện nhé. Việc đầu tiên chúng ta phải làm, chúng ta sẽ phải check gen nó đi. Và cái nếu như anh em nào chưa biết cái phần check gen ấy, thì mình đã làm ở cái video trước. Thì anh em có thể vào đấy và anh em tham khảo cái cách check gen nhé. Và tạo check gen như thế nào. Để không mất thời gian nữa mình sẽ làm luôn này. Rồi ok, mình đã cắm máy tính nhá. Và bắt đầu mình sẽ check gen nó này. Mình đang có Mac thì mình sẽ check gen ở trên Mac luôn cho nó nhanh. Còn anh em nào chưa có đấy thì anh em cứ vào cái video hướng dẫn của mình nhé cho nó dễ nhé. Đang này. Và bắt đầu. Mình cũng sẽ để link ở bên dưới sẵn sàng cho anh em. Anh em chỉ việc tải về và dùng luôn đấy nhá. Anh em không cần phải lo, 100% luôn. Cái này là mới luôn, mới nhất bây giờ luôn. Chờ bao giờ cho đến đăng là ok nhé. Rồi máy đã báo an đăng rồi này, đăng nhé. Rồi mình sẽ chuyển sang Win này, mình sẽ chuyển sang Win này. Rồi nhé, mình sẽ vứt con máy này đây đi. Rồi mình sẽ cắm vào máy tính này, cắm vào PC này. Rồi nhé, PC đã báo nhận nhé. Okay này. Ấn nó xuống ạ. Rồi báo cái quạt vào trong đúng không. Rồi nhá, mình cũng sẽ để link ở bên dưới cho anh em nhé. Mình sẽ để link ở bên dưới cho anh em, đặc biệt là cái link thứ hai. Mình sẽ để link ở bên dưới cho anh em. Anh em cứ yên tâm. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ làm là chúng ta phải xâm nhập vào bên trong con máy. Sau khi bật phần mềm thì chúng ta sẽ kích vào Start và chờ. Chắc là phải mất một khoảng độ thời gian đấy. Sau này nó lâu đấy nhỉ. Đây nữa này. Mà nó vẫn đang chạy rồi. Rồi, nó đã vào bên trong rồi nhé các bạn nhé. Vào bên trong rồi này. Rồi, ok này. Máy đã vào bên trong rồi nhé. Bây giờ mình sẽ kéo gần cái máy lại này cho anh em. Rồi nhá. Đúng không? Ồ, nó đưa luôn cảm ứng rồi. Bật lại nhé. này rồi. Ok này, đợi cho nó khởi động lại đấy nhé. Ok này, hôm nay mình bảo như anh em là mình giới thiệu cho anh em là cách thứ nhất là xóa đi cái dòng gọi là dòng update này. Đấy, mình chuyển sang tiếng Việt cho nó dễ nhé. Chuyển sang tiếng Việt, mình là người Việt Nam mà. Chuyển sang tiếng Việt này cho nó dễ làm việc. Rồi nhá, sau khi vào tiếng Việt rồi này, đây mọi người để ý cái phần cài đặt chung này, phần cập nhật phần mềm này, đúng không? Cập nhật phần mềm này, đúng không? Đấy, anh em để ý cái dòng này nhá. Rồi dòng thứ hai này là dòng đặt lại này, xóa tất cả nội dung và cài đặt này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mục này. Đấy, anh em để ý nhá, 6 mục là thì tôi sẽ làm xóa mất cái dòng này đi và xóa mất cái phần cập nhật phần mềm đi nhá. Rồi để fix cái lỗi đầu tiên nên là fix cái lỗi gọi là tắt được nguồn này. Để mình sẽ tắt nguồn ngay tại chỗ cho anh em xem này. Tắt nguồn này. Ở màn hình hello nhá. Bật nguồn này. Ok nhá, máy đã lên nguồn. Rồi, tool đã phát hiện là iPhone mới này, nhưng mà vẫn bị dính iCloud như bình thường. Rồi ok, để nó đi. Bắt đầu mình x đi nhá, x đi này. Bắt đầu mình lại check gen lại một lần nữa này để mình fix hai cái lỗi kia. Hai cái lỗi mà mình nói ấy, là cái lỗi cập nhật phần mềm này. Được chưa nhá. Tôi lại quay sang bên máy mát này. Rồi, rút ra này. Tiếp tục là start tiếp này. Này. Ba, hai, một, bắt đầu à. Rồi, đã báo an đan nhá. Đan thì đan. Rồi ok này. Mình sẽ chuyển sang Win nhá các bạn nhá. Rút ra này. Cắm vào này. Để đây này. Mình sẽ tắt phần mềm này đi nhá, và mình đến phần mềm tiếp theo này. Đấy nhá, mình sẽ để cái phần mềm này này. Sau khi mình giải lén ra rồi thì mình sẽ được cái này này, ok này. Còn này mình bật này lên này, bật lên này. Mình sẽ chọn cái dòng này này, bật lên này. Nếu máy của các bạn là 12 chấm đổ lên thì mọi người sẽ chọn cái dòng này nhá. 13 chấm đổ lên thì các bạn chọn dòng này nhá. Còn đâu là Z to úp đáp này, an Z này, tức là nó quay trở lại với trạng thái ban đầu. Ví dụ như mặc định của cái máy này là tự cập nhật, tự có cái dòng đấy. Bắt đầu mình sẽ làm nhá. Nào. Ok này, máy đã báo đôn này. Rồi nhá, mình sẽ test qua một lần này. Mình sẽ cũng thực hiện luôn cả hai bước luôn để cho anh em. Đặt chung này, giới thiệu này. Đấy, anh em hình dung chưa? Nó không còn cái chữ cập nhật phần mềm nữa rồi này. Tiếp theo này, đặt lại này. Nó cũng mất luôn cả cái dòng kia này, chỉ còn 5 dòng thôi nhá. Anh em để ý nhá. Được chưa? Ok nhá. Bây giờ mình sẽ xử lý đến cái phần này này. Vừa mình bảo anh em này, tức là mình lại Z nó quay trở lại để như mình mong muốn nhá. Rồi mình lại quay lại cái này. Bắt đầu mình sẽ kích vào đây này. Này, kích vào đây nhá. À, và cuối cùng này báo đến nó báo đăng cho tôi nhá. Đấy, đã báo đăng này, đúng không? Bây giờ mình lại ra kiểm tra lại này. Đấy, nó lại lên chữ cập nhật phần mềm này, đúng không? Này, đặt lại này, lại ra 6 dòng này. Được chưa? Ok nhá. Nhưng mà mục tiêu của mình hôm nay là mình đang muốn ngăn ngừa cái việc này thì mình lại chọn lại để cho nó về cái mình cần. Đấy, ok. Vậy là anh em đã fix được hai lỗi trong ngày hôm nay nhá. Trong qua cái video này, ok này, giới thiệu này, không còn cái chữ cập nhật phần mềm nhá, đặt lại này, không còn cái dòng đấy nhá. Ok. Chúc các bạn thành công nhá. Mình sẽ để link ở bên dưới, nếu mà các bạn thấy hay thì các bạn like và đăng ký kênh cho mình nhá. Cũng như nếu mà thắc mắc gì thì mọi người cứ comment ở dưới. Mình sẽ để lại số điện thoại, tất cả mọi thông tin liên hệ ở dưới đấy nhá. Rồi, xin chào mọi người nhá.